Ok, hi guys. Các bạn nghe cô nói không? Bạn nào chưa làm bài tập có thể ra làm và vào lại nhé. Nghe không các bạn ơi? Yes. Ok, những bạn nào không làm bài tập ra khỏi lớp để làm nhé. Cô đã thấy bài của ba bạn là hai bạn Huy và Phúc rồi. Còn Hân hôm trước Hân nghỉ đúng không? Alo Hân ơi, cô chẳng nghe Hân nói gì ấy. Các bạn khác nghe Hân nói gì không? Sao cô không nghe ta? Nào nghe chị gặp cô. Ôi dồi. Mình chờ một lát nữa nhé, căn kia vẫn chưa vào. Các bạn xem cho cô cái bài trên bảng trước đi, mình luyện đọc trước đi, trong thời gian các bạn kia chưa vào ấy. Hân ơi, sau này cái máy của con cô nói cô không nghe gì là sao ta? Con chat được không? Nói không được thì chat được không? Ủa? Sao cái không, cô chẳng nghe được gì luôn á. Màn hình của cô này cũng bị sao sao vậy ta? Ừ nha. Ảo ghê á. Ủa, sao nó trôi tuột xuống đây hả? Đợi thì cô vào lại. Mình vào học luôn ha, không chờ những bạn kia nữa. Sao bật không nổi cái cam lên trời. Ok, nhìn lên cái bài trên bảng đi. Mình đã sang một cái unit mới rồi nhá. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về bài này. Bệnh úp. Các bạn coi nhá, những cái mà mình đã học bài trước ấy, có nghĩa là từ mới ấy. Mặc dù cô chưa kiểm tra nhưng mà đến một cái hôm nào đấy khi mà cô kiểm tra tất cả các cái kiến thức của các bạn đã học được trong những cái unit vừa rồi, cô sẽ hỏi từ mới là một này. Thứ hai là những cái ngữ pháp mà mình đã học được. Ok? Chúng ta sẽ có một cái bài kiểm tra đấy, cho nên các bạn chú ý học nhé. Không phải từ mới cô không hỏi là các bạn sẽ không học đâu. Nhìn lên trên bảng cô sẽ giới thiệu qua cái nội dung của unit mới Cô mà ơi, chúng cô ta sẽ chưa học. chia sẻ màn hình cô ơi. Oh, sorry. Mời đợi cô tí ha. And the topic that today we learn about, okay, what today we're gonna learn about is health. The name of the topic is health. Okay, what is health? Do you want to know about the word health? Do you guys know the meaning of the word health? Who knows? Theo nghĩa là gì hả cô? Ừ. Khỏe mạnh. No, Khỏe I don't mạnh. think so. Có sức khỏe không? Yes. Sức khỏe và khỏe mạnh là khác nhau nhé. Bởi vì sao? Khỏe mạnh nó là tính từ. Thấy chưa? Ví dụ nói về một ai đó sức khỏe như thế nào thì mình sẽ sử dụng là ồ, cái người kia thật là khỏe mạnh đấy. Còn sức khỏe nó là danh từ. Ok?
sức khỏe là danh từ nha. Rồi, danh từ chỉ sự vật sự việc. Vậy thì mình kết luận ở đây cái từ health này các bạn ghi vào vở cho cô. Chúng ta sẽ học về topic 2 là health. Unit 2, học về health, sức khỏe. All right. Em không bật được cam lên luôn hả con? Hư cả mic cả cam luôn hả? Ai em thấy ba này bật được cam không cô? Ủa thế thì chắc là bên máy tính của cô nó nhiều người nó không hiện. Lát nữa cô kiểm tra trên điện thoại. Hân mà không sử dụng được mic thì cố gắng chat nhanh cho cô nhá. Học tin học giỏi không? Cố gắng nhá, chat nhanh cho cô nhá. Khi nào cô hỏi chat nhanh nhanh lên tí cho cô là được. Là cái chiêu đề 2X, mid year getting started hả? Con nói sao? Không, con không cần ghi cái đấy. Chỉ cần ghi những cái gì mà cô nói. Ví dụ như là từ vựng này, vocabulary, hay là ví dụ phần ngữ pháp, học về cái gì cô sẽ nói các bạn ghi nhá. Khi nào cô yêu cầu ghi thì ghi. Mình ghi ít thôi. Mình tập trung cho cô là được. Tập trung nghe cô giảng là được. Rồi, bây giờ chú ý lên đây. Các bạn thấy cái ô màu vàng này chưa? Look this note. Ok, nhìn vào cái note này chưa? Người ta nói về những cái vấn đề gì đây? This unit includes. Có nghĩa là cái bài này thì nó bao gồm những cái kiến thức gì này? Nhá, includes, bao gồm vocabulary là gì? Từ mới về sức khỏe. Từ vựng, ok, vocabulary là từ vựng. Từ vựng về cái vấn đề gì này? Health problems and health tips. Có nghĩa là những vấn đề về sức khỏe và những cái mẹo về sức khỏe, được chưa? Tips, mẹo. Rồi, cái thứ hai, kiến thức thứ hai đó là pronunciation. Pronunciation có nghĩa là gì các bạn? Phát âm. Phát âm. À. Ok, pronunciation có nghĩa là phát âm. Pronunciation có nghĩa là phát âm. Cô nghĩ ấy, nếu như các bạn muốn khi mà mình học xong một bài gì đấy, mình muốn tổng kết cái nội dung mà mình đã học được trong bài thì mình nên ghi cái notes này vào để mình có thể ôn luyện. Cả cái notes này nó là tổng hợp những kiến thức mình cần học trong bài. Nó là gì? Nó sau này khi mà các bạn muốn ôn ấy, các bạn sẽ nói là mình nên ôn về vấn đề gì nhỉ? Thì mình mở cái notes này lại ra là được. Là mình biết rằng, mình cần ôn về từ vựng này, mình cần ôn về pronunciation này, phát âm này, mình cần ôn về ngữ pháp, grammar này, mình cần ôn về communications, là giao tiếp này, về vấn đề gì này, đúng không? Và nếu như ôn về từ vựng thì mình sẽ ôn về từ vựng gì? Health problems, về vấn đề sức khỏe, từ vựng về vấn đề sức khỏe, đây là health tips, về mẹo về sức khỏe, được chưa? Rồi, khi mà mình ôn về pronunciation, ôn về phát âm thì mình phát âm, luyện phát âm cái phần nào? Về sounds F and V. Ok. Ok, cái này mình sẽ học sau nhá. F và V đã. Cô nói tắt như thế đã. Ok, mình sẽ học về hai cái âm này. Rồi, còn về grammar. Grammar có nghĩa là ngữ pháp đúng không? Ngữ pháp mình sẽ ôn về cái gì đây? Imperatives with more and less. Compound sentences. Có nghĩa là cái câu mệnh lệnh với more và less. Marvelous. Cái này là trong cái câu gì các bạn nhỉ? So sánh gì? So sánh hơn. Hơn kém. So sánh hơn kém nhé. Khi mà mình học so sánh hơn thì mình học mỗi more thôi. Còn hơn kém thì nó có less nữa. Rồi. Và communication thì mình sẽ học với cái gì? Giao tiếp. Giao tiếp thì mình sẽ talking about health problems và giving advice on healthy lifestyle. Có nghĩa là nói về những vấn đề sức khỏe và đưa ra lời khuyên cho một cái sức khỏe lành mạnh. Ok. Rồi, đấy là những vấn đề mà chúng ta sẽ học trong bài 2. Ngay quá thì nhắc cô để cô nói chậm lại ha. Cái notes này là những vấn đề chúng ta sẽ học trong bài 2. Health. Các bạn có thể viết cái notes lại cho mình để sau này khi mà chúng ta ôn luyện và thì cô thiết nghĩ này, cô thiết nghĩ sau mỗi cái bài unit là cô sẽ đưa cho các bạn một cái bài kiểm tra. Cô sẽ soạn một cái bài kiểm tra để tổng hợp kiến thức của các bạn. Đó, cho nên các bạn nên ghi cái notes vào nhá. Nên ghi cái notes vào cho cô. Ghi cái notes màu vàng lại. Các bạn còn 5 phút để viết lại nhá.
đấy là kiến thức để các bạn ôn tập. Hôm sau mà hỏi cô ôn cái gì cô không trả lời đâu đấy. Dưới những cái mục lớn các bạn nên gạch chân hoặc là viết bằng màu mực khác đi cho nó dễ nhận biết ha. Sau này lớp mình ít vậy ta? Các bạn đã viết xong cái bài vừa nãy chưa? Chưa xong ạ. No. Để cô share lại. Rồi để cô share lại, cô tưởng cô lỡ tay share một cái xong cái. Ok rồi, viết cho xong đi. Cô lỡ share một cái sau cô nhìn lên các bạn thấy cứ đơ ra hài vậy.
Finish. Ok. Các bạn khác cứ tiếp tục viết nhé. Nhìn lại xem là cái phần đấy các bạn còn gì không hiểu không? Huy với Hân hôm sau nhớ chỉnh cái cam lại trước mặt hộ cô gái nhá. Học phát âm mà cứ quay đi đâu không ạ? À? Quay cho đâu? Ừ, quay mỗi cái chóp đầu làm sao cô chỉnh phát âm cho được. Giống như mình đi học trên lớp đấy, mình muốn học giỏi thì phải lên bàn đầu ngồi đúng không? Thì bây giờ cũng vậy. Cố gắng cho cô thấy cái mặt cô mới chỉnh được chứ. Nó đi học nó khảo nó cố. Đường ừ. Đường bố luôn ngồi trước chứ. An ơi, An vào muộn nha. An vào muộn, An mất luôn cái kiến thức quan trọng đầu tiên rồi. An nhanh chóng chụp lại màn hình, cái màn hình cô đang chia sẻ. Sau đấy ở nhà ghi lại và nghiên cứu cho cô. Bây giờ không kịp nữa rồi. Nhanh An ơi, nhanh chóng chụp lại cái màn hình. Các bạn khác xong chưa nhở? Các bạn khác viết xong chưa? Thì yes. Anh xong rồi này. Huy với Hân xong chưa? Ừ. An ơi, nhanh chóng chụp lại nha. Chụp xong thì nói với cô có xong chưa ha. Hân xong rồi thì viết vào chat cho cô một tiếng nào. Hân ngồi ra trước cam đi con. Ngồi ra trước cam đi Hân ơi. Cho cô xem nào. Ok. Hân đâu rồi? Cô nói ngồi ra trước cam hộ cô cái nào. Thoải mái đi, xinh gái mà. Rồi bây giờ các bạn, cô share lại cái màn hình để chúng ta bắt đầu với. Đã, trước khi share mình các bạn phải đọc qua cô cái đã cưng. Nhìn qua có đang thấy màn hình không? Sau ra cô mới đi ao và mới bỏ lại được lại cái màn hình đùa đó phải thấy chưa em thấy màn hình cô rơ luôn quá bị lag luôn đấy rồi đọc qua đi các bạn đọc qua nha nhé một phút thôi mình lướt qua chưa, cái chưa để mình xem cái video ơi. Chưa xe đâu, xe rồi mà. Để... Lạ thế. Cô chưa xe. Thấy chưa? Chưa à? Cô thử hỏi các bạn coi nữa chưa cô thấy? Thế anh coi cô xe màn hình chưa? Ủa? Cái gì ta?
nhìn cái ảnh bị lạc của cô kiểu đừng nhớ chụp hình luôn. Ủa? Cái gì trời? Thấy chưa? Nữa, đi hết cho để cô thoát. Có cái nịt của... Anh đừng đợi. Nhưng mà thấy chưa, alo Z đen xì lì cô đen, đen xì lì nữa hả? Dạ rồi, à, rồi. Ok đọc đi, đọc qua đi, khổ ghê ấy, đùa rồi. Nào tắt mic đi mà đọc nào. The Ministry of Education and Training, Vietnam Education Publishing House, English 7, Book 1, Unit 2, Health. Getting started. Activity 1. Listen and read. Hi, Fong. Oh, hi. You woke me up, Nick. But it's 10 o'clock already. Let's go out. No, count me out. I think I'll stay at home and play Zooniverse on my computer. What? It's such a beautiful day. Come on. You already got enough sleep. Let's do something outdoors. It's healthier. What like, Nick? How about going swimming or cycling? They are both really healthy. No, I don't feel like it. You sound down, Fong. Are you okay? I do feel kind of sad. I eat junk food all the time, so I'm putting on weight too. All the more reason to go out. No, Nick. Plus, I think I have flu. I feel weak and tired, and I might get sunburn outside. I won't take no for an answer. I'm coming to your house now. No. Cố lên nào. Đây là phần mềm chỉnh sửa. House now. Nick. Plus, I think I have flu. I feel weak and tired, and I might get sunburn outside. I won't take no for an answer. I'm coming to your house now. Getting started. Activity 2. The Ministry of Education and Training, Vietnam Education Publishing House, English 7, Book 1, Unit 2, Health. Getting started. Activity 1. Listen and read.
Hi, Fong. Oh, hi. You woke me up, Nick. But it's 10 o'clock already. Let's go out. No, count me out. I think I'll stay at home and play Zooniverse on my computer. What? It's such a beautiful day. Come on. You already got enough sleep. Let's do something outdoors. It's healthier. What like, Nick? How about going swimming or cycling? They are both really healthy. No, I don't feel like it. You sound down, Fong. Are you okay? I do feel kind of sad. I eat junk food all the time, so I'm putting on weight too. All the more reason to go out. No, Nick. Plus, I think I have flu. I feel weak and tired, and I might get sunburn outside. I won't take no for an answer. I'm coming to your house now. Ok, done nhá. Bây giờ mình quay lại cái sách của mình. Các bạn nghe rồi nhá. Nghe rồi, đọc rồi. Ủa, share cái gì vậy ta? Cô vừa mới share cái gì đây? Ok, can you see my screen yet? Các bạn thấy màn hình chưa? Thấy màn hình đã quay về sách của mình chưa? Ok, thế bây giờ các bạn này. Các bạn lúc nãy đã đọc qua rồi đúng không? Thế bài chưa muốn là đọc lại một lần nữa. Thôi được rồi, trước khi mà cô phân vai cho các bạn thì cô sẽ đọc qua ha. Alright. Nghe nào. Nghe cái phần phát âm này và cái phần ngữ điệu này. Ok. Hi, Fong. Oh, hi, you woke me up, Nick. But it's 10 o'clock already. Let's go out. No, call me out. I think I will stay at home and play Zooniverse on my computer. What? It's such a beautiful day. Come on. You already not enough sleep. Oh, sorry. You already got enough sleep. Let's do something outdoors. It's healthier. What like, Nick? How about going swimming or cycling? They are both really healthy. Oh, I don't feel like it. You sound down, Fong. Are you okay? I do feel kind of sad. I eat junk food all the time, so I'm putting on weight too. Only more reason to go out? No, Nick. Plus, I think I have flu. I feel weak and tired. And I might get sunburned outside. I won't take no for an answer. I'm coming to your house now. Okay? Rồi bây giờ phân vai được chưa? Hay là các bạn muốn các bạn đọc qua một tí nữa? Cô cho hỏi tư đọc được cô. Là sao con? Cho hỏi tư á cô. Cho từ mới á hả? Dạ. Yeah. Từ mới á hả? À, ok, hỏi nào. Cái từ bên phòng đọc vài dòng thứ tư. Dòng thứ năm. Dòng thứ năm cô. Zooniverse đấy hả con? Dạ. Yeah. Cái từ đấy là một cái trò chơi game ấy. Một cái trò chơi game ở trên máy tính. Ok, mình có thể không cần hiểu cái nghĩa của cái đấy đâu. Đấy là một cái tên của một trò chơi game. Hả? Tên của một cái game trên máy tính. Nhá. Nó không có nghĩa... Ơi con. Cái từ at now á, cái từ you already got at now. Từ khúc at now là gì? You already got enough. Enough có nghĩa là đủ. Đủ, ok? Enough. You already got enough sleep. Có nghĩa là bạn đã ngủ đủ rồi, đúng không? Bạn đã ngủ đủ rồi. Ok. Enough có nghĩa là đủ. Rồi còn từ gì nữa nào? Walk miết là dòng chữ phong om hai vô walk miết là gì? Are you đâu nhỉ? Are you phong miết
Đen phong có hai. Câu hai à, cái này hả? You woke me up hả? Kết khúc woke là gì? Woke me up nó là cả một cái cụm từ đấy, woke up đúng không? Woke up có nghĩa là bạn thức tôi dậy. Cái này là thì quá khứ của cái từ wake up đấy con, đúng không? Mình nghe đến từ wake up đúng không? Wake up có nghĩa là thức ai đó dậy, đó, đánh thức ai đó dậy. Thì woke up là bạn đã đánh thức ai đó dậy. Mình có thể ghi nghĩa là đánh thức ai đó dậy. Các bạn khác có vẻ là không có muốn hỏi về từ mới. Có vẻ các bạn biết hết rồi hay sao ấy. Những bạn giỏi thì hay hỏi. Còn những bạn mà không thể giỏi nổi là do không hỏi đấy. Bởi vì mình có biết gì đâu mình hỏi. Đúng không? Mình phải hỏi mình mới biết được chứ. Me out nghĩa nó là gì nữa? Cái gì con? Cut me out của câu ở đâu nhờ? À, count me out. Này các bạn chú ý cho cô một cái này hỏi rất là hay này. Cái này ấy, cô sẽ highlight nó lên luôn. Hình luôn. Count me out, đúng không? Nếu mà dịch nghĩa đen ra thì là trừ tôi ra, đúng không? Trừ tôi ra. Có nghĩa là count có nghĩa là đếm này. Out có nghĩa là ra đúng không? Đấy, nhưng mà các bạn đừng có dịch như thế. Trong trường hợp tùy tình huống nhé. Với cái tình huống này này là gì? Hãy để tôi yên đi. Đúng không? Hãy để tôi yên đi. Đây các bạn có thể đáng lẽ là các bạn đọc xong cô sẽ phân tích bối cảnh, nhưng mà các bạn hỏi rồi thì cô phân tích luôn. Thì đây, Nick gọi Phong dậy đúng không? Nick nói là nhưng mà bây giờ đã là 10 giờ rồi này, hãy đi ra ngoài. Thì Phong nói là thôi để tôi yên, tôi nghĩ tôi muốn ở nhà để chơi Universe trên cái máy tính của tôi. Đấy. Thì có nghĩa là mình có thể dịch là count me out. Có thể dịch là trừ tôi ra hoặc là để tôi yên. Tùy từng tình huống nhé. Các bạn có thể viết là trừ tôi ra, gạch chéo, để tôi yên. Đấy. Đấy là tùy từng tình huống để mình dịch. Tùy từng tình huống để dịch cái bối cảnh câu ha. Còn nữa không? Xem nào. Còn nữa không nào? Cái khúc bên phải câu nhân vật phòng số 5 câu kia I'm my get sunburned outside nghĩa nó là gì? À, I might get sunburned outside. Sunburn. Con hỏi sunburn đúng không? Sunburn là cháy nắng. Sunburn là cháy nắng. Mấy cái từ mà bên dòng bên trái nhân vật nít câu cuối mấy cái bot rồi gì chết rồi, phát hiện ra không có học về cũ nha. Both cả hai ấy, both có nghĩa là cả hai. Both có nghĩa là cả hai.
Còn nữa không, những bạn còn lại có kịp để ghi những cái từ mới đấy không? Không kịp phải hỏi nghĩa là gì để ghi vào. Cái dòng bên phải, mấy cái câu mà I'm waiting on quite a bit while là gì? Đâu nè? Bên số 3, mấy cái khúc mà I'm waiting on quite a while là nghĩa là gì? Đâu ta? I do bên feel king of sass, mấy cái khúc mà so I'm waiting, mấy. Bên phải, mấy dòng bên phải, câu số 3 của phòng. À, đâu? Câu số 3 của Phong. 1, 2, 3. What like? Bên phải, bên này. Bên này. I think you have flu. Flu á hả? Dạ không. Dòng 3. Cái dòng 3. So I'm putting on. On way to. À, câu của Nick hay là câu của Phong? Phong. Là so I'm putting on way to á hả? Con hỏi câu này hả? So I'm putting on weight too hả? Là tôi tăng cân rồi. Đó, nên là tôi đã tăng cân. Cái từ why trong câu hồi nãy là khúc đó là tăng cân không biết cái từ why. Đâu con, câu mấy? Cái từ why trong cái câu hồi nãy con hỏi là nó là tăng cân đúng không? Cái từ why hả? Từ why. So I'm putting câu nãy. À, weight là cân đó con. Cân nặng đó. Weight là cân nặng, còn pudding nó mang nghĩa là như kiểu là khiến cái gì đó tăng lên này, hay là lấy một cái gì đó. Thì trong tình huống này khi mà mình nối vào thì mình sẽ được là nên là tôi đã tăng cân đó, nên là tôi đã tăng cân. Cô cho hỏi lại cái count me out là cái gì? Count me out có nghĩa là để tôi yên đi hoặc là trừ tôi ra. Ừ. Này chia và anh đọc luôn đi cô. Rồi chia vai đọc nhá. Các bạn khác để các bạn khác ghi xong đã. Những bạn còn lại còn có từ gì cần hỏi không các bạn? Được chưa? Phân vai này, đầu tiên Nick. Sorry, để cô xem có bao nhiêu hai vai đúng không? Ok. Nick, cô sẽ cho hai bạn đọc trước ha. Tất nhiên là sẽ hai bạn là Phúc và Thế Anh rồi. Nick sẽ là Phúc và Thế Anh sẽ là Phong ha. Let's get started. Hi Phong. Oh, hi. You want me up, Nick?
But it's 10 o'clock. Already, let's go out. No. Can me out. I think I stay at home and play Sony Racer on my computer. Mặc cho đàng hoàng đi nào. It's such a beautiful day. Come on. You already go in now sleep. Let's do something outdoors. It's healthier. What life, Nick? How about going or look? How about going swimming or sailing? They are both really healthy. No, I don't feel like it. You sound low. You sound down from. Are you okay? I don't feel king upset. I eat junk food all the time, so I'm putting on quite too. What's the more reason to go out? No, Nick. Plus, I think I have blue. I feel weak and afraid, and I might get sunburned outside. I want to know for an answer. I'm coming to your house now. Đọc rất là gì và này nọ luôn. Ok là tạm thời là cô thấy như này này, tiến bộ mà giờ đọc phát âm như thế thì người nước ngoài người ta chưa hiểu được đâu, nhưng mà tiến bộ, nói thật đấy. Rồi thì đại khái là mấy cái như kiểu mấy cái câu này này các bạn, I don't feel like it, đúng không, các bạn đọc là I don't feel like it. Thì cố gắng là bây giờ mình đọc tiếng Anh cũng giòn giòn rồi, cũng tốt tốt rồi, thì mình nối cho cô một phát I don't feel like it, đúng không? Chữ K và chữ I này. I don't feel like it. Được chưa? Ok. Hoặc là you woke me up. À không, sorry, có một số câu you count me out. Đấy, bật cái âm cuối lên cho cô. Có những cái âm cuối nó khiến cho cái phát âm của các bạn rất là hay. Thì cố gắng bật cái âm cuối cho cô. Rồi. An sẽ là Nick và Huy sẽ là Phong nào. Các bạn chú ý để cái mic sát vào miệng để mình nói cho dễ nghe ha. Let's get started. Huy bật cái mic lên đi con, nhanh lên, cái mic của con là bật chậm lắm đấy. Huy, nghe không? Huy là Phong. Rồi, bật mic luôn không tắt nha. Rồi, let's get started. Lại đi An ơi. Hi Phong. Oh hi. But không nghe gì cả Huy ạ. No. Can we out? I think I will stay at home and play universe on my computer. Rồi, tiếp tục đi cô kìa. Chắc là để cô đọc. Tao chưa nghĩ thế. What is such a beautiful day? Come on. You already got enough sleep. Let's do something outdoors. It's healthier. What life, Nick? How about going swimming or cycling? They are both really healthy. No, I don't feel like it. You sound down, Phong. Are you okay? I don't think I'm sad. I eat junk food. Better make. On the tablet. So I'm putting on my tube. Ah, all the more reason to go out. No need. Plus, I think I have to have to wait and direct. And I need get
silver aside. I won't take no for an answer. I come into your home now. Okay, rồi. Cái mic bên Huy thì nhỏ quá cho nên cô chưa đánh giá được gì nhiều, chứ còn An thì ok, cái phát âm của An nó cũng khá tốt, nhưng mà tức là cái giọng đọc thôi nhá là nó tốt, chứ còn phát âm thì cũng như các bạn khác là chưa chuẩn. Ok, rồi thế thì các bạn sẽ cố gắng luyện từng ngày thôi nhá. Bây giờ Hân nào, cô sẽ nhờ Thế Anh sẽ là Nick và Hân sẽ là Phong nhá. Oh sorry, từ từ khoan đã. Hân ơi, con bật cái mic lên cô xem đã nào, bật mic lên nói gì đi đã nào. Chết rồi, Hân không nói được rồi các bạn. Bây giờ Thế Anh và An đi. Thế Anh sẽ là Nick và An sẽ là Phong. Đã bắt đầu đi. Hi Phong. Oh hi, you woke me up, Nick. With this 10 o'clock every day, let's go out. No, call me out. I think you stay at home and play the reverse on my computer. What? It's such a beautiful day. Come on, you already go eat now, sleep. Let's do something outdoor. It's healthy. What language? How about go swimming or sailing? They are already healthy. No, I don't feel like it. You saw down from, are you okay? I don't feel care of that. I junk food all the time, so I'm putting on weight too. Out of my reason to go out. No, Nick, because I think I have flu, I'm too weak and tired, and I might get sunburned outside. I want techno for as well. I'm coming to your house now. Ok, cô nói này, hai bạn này đọc có vẻ là khá hợp nhau nhỉ? Cô thấy khá là hay đấy. Đọc cái giọng kiểu dạng bro, kiểu anh em với nhau ấy, bro kiểu vậy. Đó, ok, bây giờ Phúc với Huy nào. Huy ơi, cố gắng nhá. Ghé sát cái mic và nói to lên cho cô tí nhá. Ok. Bây giờ Huy sẽ là Nick và Phúc sẽ là Phong nào. Hi Phong. Alo. Đọc to lên nào, chết rồi chẳng nghe gì cả. Huy đọc Huy đi. Huy đọc đi con. Hi Phong. Rồi, tốt. Oh, hi. You woke me up, Nick. But it's 10 o'clock. Only we can go out. No. Call me out. I think I stay at home and play the universe on my computer. What? It's not a beautiful day, come on. You angry day, what? And you sleep. Let's do something outdoor. It's healthier. Good night, Nick. How about going swimming or cycling? They are both really healthy. No, I don't feel like it. Using down from, are you okay? I do feel kind upset. I eat junk food all the time. So I'm putting on weight too. On the more reason to go out. No, Nick. Plus, I think I have flu. I feel weak and tired. And I might get
sunbathe outside. I will take the floor and as well. I'm going to your house now. Ok, bây giờ cô rồi các bạn, ngày hôm nay chủ yếu là chúng ta sẽ học về cái phần giao tiếp thôi. Cho nên là các vừa rồi nhá, bốn bạn đã đọc xong rồi thì bây giờ cô sẽ chữa cái phần phát âm của các bạn. Từng bạn một cô sẽ yêu cầu đọc lại những cái câu mà cô thấy các bạn đọc chưa ổn. Còn Hân thì bởi vì cái mic của Hân không có hoạt động được, cho nên nhiệm vụ của Hân, bài tập về nhà của Hân ấy, bình thường là thứ ba cô không giao bài tập bằng video đúng không? Tuy nhiên đối với Hân, các bạn khác thì không cần. Còn đối với Hân là Hân sẽ phải quay video đọc cái bài này lại cho cô nhá. Hân phải quay video để đọc bài này cho cô. Bởi vì cái mic của Hân nó có vấn đề, cho nên cô phải kiểm tra con bằng cái video. Ok. Nhớ nhá, lát nữa cô sẽ gửi cái ảnh này cho thầy để thầy chuyển qua nhóm lớp hoặc là chuyển qua cho con. Thì con chú ý là sẽ quay cái video này trước buổi học hôm sau để cô kiểm tra. Rồi, và cái buổi học này con phải tập trung chú ý hoàn toàn vào cái bài này nhé. Cô không thể kèm con được bởi vì là... Tức là cô không thể kèm sát con được bởi vì con không có mic cho nên cô không có tương tác được. Cho nên mình cố gắng tập trung 100%. Còn bốn bạn còn lại, các bạn sẽ chú ý cái phát âm này. Hân cũng chú ý nhá. Cô chỉ có thể kiểm tra bốn bạn còn lại bởi vì các bạn đấy có mic thôi. Chứ còn mình cô không có tương tác với mình có mic được. Cho nên mình phải tự đọc. Nhá, ví dụ cô nói, cô yêu cầu Phúc chẳng hạn đi, cô yêu cầu Phúc là đọc lại cái câu mà cô vừa chỉ cho Phúc, thì con cũng phải là gì? Đọc, con cũng phải đọc lớn lên nhá. Ở bên đấy cô không nghe được, cô biết, nhưng mà con phải tự đọc, tự luyện. Ok. Nào thì cô sẽ chỉ ra cho các bạn một số cái lỗi. Các bạn đọc quá là ngang, đúng không? Các bạn đọc quá là ngang, như một con robot vậy đó. Tại sao các bạn không đọc là you woke me up, Nick? Mà các bạn đọc là you woke me up, Nick? No, đấy là một phần ngữ điệu trong câu. Được chưa? Nào, you woke me up, Nick. Rồi. But it's 10 o'clock already. Thế thì các bạn đã bỏ lỡ cái gì đây rồi các bạn? Bỏ lỡ gì đây rồi? Cái X mất rồi. Tại sao các bạn lại bỏ lỡ những cái âm này nhỉ? But it's 10 o'clock already. But it's 10 o'clock already. Và các bạn phải bật cái này, clock, o'clock. Hiện tại các bạn đang đọc như thế này, o'clock. Còn cô là đọc o'clock. Đấy, cô bật hẳn âm cuối lên cơ mà. But it's 10 o'clock already. Đấy, bởi vì sao mình phải đọc cái âm cuối? Bởi vì nó sẽ có âm với bạn ngang. Và nếu các bạn đọc chậm mà các bạn không có âm cuối là đọc sai nha, hoàn toàn sai nha. Ok, muốn phát âm chuẩn là phải đọc có âm cuối. Và khi mà đọc nhanh nó sẽ gây ra cái hiện tượng nối âm. Nếu mà cô đọc nhanh, cô sẽ đọc được cái gì? But it's 10 o'clock already. 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 But it's 10 o'clock already. Đúng không? Các bạn nghe ra không? Nghe ra hiện tượng nối âm không? Đấy. Còn nếu các bạn đọc chậm, là sẽ gì? But it's 10 o'clock already. Rồi, một bạn thử đọc cho cô cả chậm, cả nhanh đi. Nếu chậm, sẽ phải đọc rõ cái âm cuối ra. Còn đọc nhanh sẽ gây ra hiện tượng nối âm nhé. Rồi, bạn nào đọc được? Thử sức nào. Ok, bây giờ cô sẽ thử lại cho các bạn thử tự đọc đi đã nào, một lần cuối này. Nếu cô đọc chậm nhé, nếu đọc chậm thì nó sẽ là but it's 10 o'clock already. Được chưa? Còn nếu đọc nhanh này, but it's 10 o'clock already. Rồi thử luyện đã này. Luyện đi các bạn. Ai tự tin rồi thì giơ tay để đọc. Đọc lại phần đọc nhanh mít chưa tiếp tục kỹ. Rồi cô thử đọc lại lần cuối cho các bạn nghe này, nghe rõ nhá. Đọc chậm. Đọc chậm này. But it's 10 o'clock already. Được chưa? Con đọc nhanh này. But it's 10 o'clock already. Được chưa? Cứ luyện đi, luyện là nó sẽ ra thôi à. Rồi, thấy anh nào. But it's 10 o'clock already. Vẫn mất âm, chưa có âm cờ, chưa có âm ca này. Với cả chưa có âm S. Nghe con đọc chậm này. But it's 10 o'clock already. It's 10 o'clock already. Rồi, đọc nhanh nào. But it's 10 o'clock already. Nối lại đi, nối chữ ca với chữ already đi. Already, already. À, but it's 10 o'clock already. Ok, đúng rồi, chính xác. Nghe nó hay hơn không? Tay hơn không? Hẳn không? Đấy, rồi, Phúc nào, Phúc thử đây con. But it's 10 o'clock
Already. Rồi đọc lại cho cô, kéo đọc chậm này. But it's 10 o'clock already. But it's 10 o'clock already. À, cô phát hiện ra cái vấn đề của mình gặp rồi. Nào, đọc cái chữ 10 cho cô nào. 10. 10. 10. 10. Okay, now o'clock. O'clock. Now o'clock. O'clock. Con lướt nhanh cái âm cờ nhé, con không đọc âm cờ. O'clock. O'clock. Này, cờ trong họng này. O'clock. O'clock. Đúng rồi, chính xác, nó lướt nhanh cái âm cờ luôn. Rồi, bây giờ đọc chậm cho cô nào. But it's 10 o'clock already. But it's 10 o'clock already. Ok, vậy bây giờ đọc nhanh nhé, đọc nhanh sẽ nối cái âm này và âm này lại với nhau này. But it's 10 o'clock already. But it's 10 o'clock already. Ok, ok, được rồi đấy. Nào, tiếp theo An đi con. An đọc cho cô nè, đọc chậm. But it's 10 o'clock already. Rồi đọc nhanh. But it's 10 o'clock already. Nào đọc nối nào. Already, but it's 10 o'clock already. But it's 10 o'clock already. Đúng rồi, tốt. Ok, Huy nào. Huy đọc chậm con. But it's 10 o'clock already. Nào đọc lại, đọc chậm cho cô nào. But it's 10 o'clock already. Sorry, cái đấy là đọc nhanh rồi. But it's 10 o'clock already. But it's 10 o'clock already. Bây giờ đọc nhanh nhé. But it's 10 o'clock already. It's 10 o'clock already. Con cứ tắt mic làm gì, cô có nghe được gì đâu. Cứ đang nói dở lại tắt mic. Bật mic lên nào. Bật mic lên đi rồi đọc nhanh cho cô. But it's 10 o'clock already. Đọc rồi hả? Cô đã nghe gì đâu? But it's 10 o'clock already. Cô chẳng nghe gì hết. Cái tức của con bị gì ấy? Help me. Thôi được rồi, tự luyện ha. Làm sao cho con cảm thấy là con đọc giống cô rồi là được. Ok, chứ cô chịu cái mic mình á. Đấy, cho nên là bất cập một cái là những bạn mà không có mic là cô không thể kèm sát được là vậy đó. Rồi tiếp tục với câu tiếp theo này các bạn. Mấy cái count me out này thì các bạn chú ý bật cái âm cuối này lên là được. Được chưa? Count me out. Rồi, I think I'll stay. Rồi, cái từ này lúc nãy các bạn đọc sai này. Bỏ hai chữ lờ lờ bên sau của cô. Bỏ mất cái hai cái chữ bên sau luôn. Bây giờ này, cái từ này nó đọc là I'll là nó viết tắt của I will. Thì khi mà mình đọc nhanh ấy nhá, mình đọc nhanh sẽ là I'll. Và nhiều người người ta nghe thành out luôn ấy. Rồi đợi tí cô ra lấy cái đồ nhá. 2 phút thôi. Đợi tí nhá. Tiếp tục nào.
Ok, tiếp tục nha. Chúng ta sẽ xem cái chỗ come on. Ok, lúc nãy các bạn đọc là come on hả? Các bạn đọc come on đó hả? No, chúng ta có thể nối âm mà. Muốn đọc tay hơn thì nối âm đi nào. Come on. Come on. Ok, mình nối âm. Come on. Nào, Phúc thử nào. Come Come on. on. Ok, đúng rồi. Come on. Rồi thế anh nào. Come Chịu. Ok, hay đấy, hay đấy. An nào. Come on. Lại nào. Các cô đọc lại không ạ? Ờ, đọc lại đi. Cô đọc lại ạ. Nghe lại. À, come on, come on. Come on. Ok, rồi Huy nào. Huy ơi, chẳng nghe gì. Alo, không nghe cái gì hết trơn à. Không nghe gì bạn ơi. Thôi được, để cô lát nữa cô sẽ gạch chân những cái câu mà để cho Huy với Hân ở nhà luyện xong quay video cho cô nhá. Hai bạn mic có vấn đề ấy. Lát nữa cô sẽ gạch chân những câu các bạn ấy. Ngày hôm nay có thể chúng ta kết thúc buổi học sớm hơn bởi vì cái bài học của chúng ta đến đây nhá. Chúng ta sẽ học 5 phút nữa để ôn hết cái chỉnh phát âm hết cái bài này đã. Alright. Nào. Bây giờ các bạn luyện cho cô một cái từ health. Cái từ health là cái từ chủ đề của chúng mình ấy. Đúng không? Cái từ health. Cô sẽ viết lại ở dưới này đi. Health. Đúng không? Health. Health. Yeah. Bởi vì sao cô nói các bạn phải luyện cái từ này? Health. Bởi vì nó là một cái từ mà các bạn không thể đọc đúng được. Vì sao lại không thể đọc đúng được? Bởi vì có hai cái âm cuối này này. Các bạn làm gì biết đọc hai âm cuối này đâu đúng không? Các bạn thì đọc là health. Còn cô thì đọc là health. Health. Lý do vì sao? Vì cô có hai cái âm cuối đấy. Cái âm cuối đọc là có nghĩa là phải đặt lưỡi ở giữa hai hàm răng và đẩy hơi ra. Health. Health. Ok. Health. Thử đi. Health. Các bạn hiện tại đang đọc là heo đúng không? Còn cô đọc là health. Đấy. Đó, hiện tại cô đang thấy cô... có một bạn đang nhắn tin với người yêu đấy. Hả? Đang heo đang đọc lơ luôn đấy cô. Ghê quá à. Bây giờ các bạn đang đọc là heo đúng không? Còn cô thì đọc có hai âm cuối nữa. Người ta mới nhận ra đấy là cái từ sức khỏe. Người nước ngoài người ta đọc, người ta mới nghe ra được là cái từ sức khỏe. Bởi vì đây là phát âm chuẩn mà. Thì cái từ health nó kết thúc bằng hai chữ TH. Nó đọc là... Luyện cho cô nào. Đặt lưỡi giữa hai hàm răng. Ơi. Ok, đặt lưỡi giữa hai hàm răng và phát âm health. 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 Đúng rồi, chính xác. Phúc đọc được rồi đấy. Có ai đọc được nữa không? Thì anh thử nào. Health. Health. Đúng rồi, mình cứ đặt lưỡi ra hàm răng và mình đẩy hơi ra, mình sẽ được cái âm cuối. An thử đi con. Health. Đúng rồi, ok, health. Huy ơi, được không Huy? Health. Ok. Rồi. Huy đọc được rồi đúng không? Thế thì lát nữa không cần phải quay video nữa. Nha. Tiếp tục là chúng ta luyện cho xong đi rồi mà nghỉ nhá. 5 phút nữa chúng ta nghỉ ha. Tiếp tục. Các bạn luyện cho cô câu này này. I don't feel like it. Thay vì I don't feel like it thì chúng ta đổi thành I don't feel like it. Đọc nào. I don't feel like it. I don't feel like it. Đúng rồi. I don't feel like it. Nha, yeah, I don't feel like it. I don't feel like it. Không, cô không thích như vậy. Không được. I don't feel like it. Nào, Phúc nào. I don't feel like it. I don't feel like it. Like it. Like it. Đúng rồi. Like it. Nha. Yeah. I don't like it. Feel mm-hmm. like. I don't feel like it.
Rồi, tiếp tục An nào, An đọc cho cô đi An. I don't feel like it. I don't feel like it. Lại An ơi, lại cho cô phát nào. I don't feel like it. Ok, rồi Huy nào. I don't feel like it. Cô chẳng nghe cơ. I don't feel like. Chết rồi, cô chẳng nghe được, thôi được. À, con tự luyện ở nhà thôi. Nào tiếp tục. Một câu nữa đi. I think I have flu. 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 Ok. Thử nào. Cô đọc lại đứng cô. I think I have flu. Đấy là đọc chậm, còn đọc nhanh là I think I have flu. I think I have flu. I think I think I. Cô đi mua rồi cô. I think I have flu. I think I have flu. I think I have flu. Chết rồi, nay ký túc xá tắt điện sớm quá, 5 phút nó nói này. Rồi bây giờ các bạn cô lưu ý này nhá. Những bạn mà không cần phải quay video ấy thì các bạn nhớ đọc cho kỹ cho cô. Đọc cho kỹ cho cô cái bài này, cô sẽ chụp và gửi trong nhóm này, các bạn đọc kỹ hộ cô cái nhá. Hôm sau cô sẽ kiểm tra cái gì này, cô sẽ kiểm tra dịch. Cô sẽ kiểm tra dịch bài và kiểm tra đọc bài ha. Rồi các bạn lưu ý. Rồi còn Hân thì Hân sẽ quay video đọc bài cho cô nha Hân. Nghe chưa? Alo. Yeah. Rồi ok. Các bạn có thể nghỉ nhá. Ký túc xá nay ngắt điện để làm gì các bạn? Goodbye teacher. Hey, tạm biệt các bạn, nhớ học bài. See you later. Ok, see you guys. Goodbye teacher. Okay, see you guys. Bye bye các bạn.